Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay khoac.rẻ24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào các anh em. Tôi Đu Trẻ chào các anh em. Ok con ạ, thì hôm nay mình sẽ làm một cái món cực kỳ lạ luôn, mình chưa nghe bao giờ cả, nhưng mà sau khi mà được nghe cái món này ấy thì mình cũng đã lên mạng và tìm hiểu thử, thì đúng quả thật là có món này thật. Nên là như mình đã chuẩn bị nguyên liệu để làm cái món gọi là món lẩu hoa quả con ạ. Thì kia mình đã chuẩn bị rất nhiều hoa quả kia rồi. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem số hoa quả để anh mình thực hiện cái rồi là hoa quả đó. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây là số nguyên liệu để anh mình có thể làm nồi lẩu hoa quả khổng lồ đó con ạ. Nhắc đến lẩu hoa quả thì tất nhiên là không thể thiếu hoa quả được rồi. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một lia hoa quả, rất là nhiều hoa quả luôn. Kia gồm có ngô này, roi, thanh long, rồi táo, lê, dưa hấu, dưa nước ấy, rồi cam, dưa chuột và một chút mía để cho ngọt nữa. Nhưng mình sẽ cho tất số hoa quả này vào trong nồi lẩu hoa quả đó. Bên này thì mình có chuẩn bị thêm một chút lấm, ba túi lấm, lấm đùi gà, rồi lấm dạ và lấm, đây là lấm gì thì tiên nhỉ? Lấm bạch tuyết, bạch tuyết, một chút cải thảo. Còn một chút xả kia thì mình cứ chuẩn bị thôi, không biết là có lên cho vào trong nồi lẩu không nữa. Còn ớt thì mọi video của anh em mình thì không thể thiếu ớt đâu rồi. Đây là lứa cân ớt, để anh em mình một lát nữa sẽ cho vào, gọi là có một chút tê tê mà ăn lẩu trời se se lạnh thì tuyệt vời luôn. Bên này thì đáng ra như mình làm lẩu hoa quả thì anh em mình hôm nay tính ăn chay. Nhưng mà tìm hiểu một số công thức ở trên mạng thì đã phải có thêm một chút thịt thà nữa. Nên như mình chuẩn bị một chút bắp bò này. Bắp bò rồi một chút tôm và một chút mực ống các bạn ạ. Các bạn hải sản này thì mình ăn gỏi nhờ, hay tí làm tí bắp bò ăn gỏi. Bắp bò à? Tôi tưởng thịt bò, bắp trâu người ta kiểu vừa thịt ra xong ăn nó kiểu nhảy nhảy thì người ta mới ăn chứ. Đừng ăn nó giật giật đấy. Không ăn được đâu bạn ạ. Tôi nghĩ là kiểu trâu bò mới thịt ra mà còn kiểu nó nhảy tưng thì lúc đó mới ăn gỏi được. Bởi vì hôm nay cái món này nguyên liệu rất là nhiều nên mình phải thực hiện sớm. Nên bây giờ anh em sẽ bắt tay vào để làm việc thôi. Đi, những cái hoa quả anh em đi gọt đi. Bởi vì anh em mình làm khổng lồ nên là những cái con mực ống anh mình đã chuẩn bị này sẽ đặt nguyên cả con luôn các bạn ạ, sẽ không thái ra. Còn thịt bò thì như bạn Lâm thái cũng thấy khá là to. Này có thái móng nữa đi không ạ? Chắc không cần đâu bạn ạ, bởi vì làm khổng lồ nên là cứ để dày dày thế đi. Nhưng mà mặc dù bạn thái dày nhưng mà nhìn rất là ngon luôn đấy. Anh em mình để thế tí thưởng thức cả miếng thịt bò thế cho nó ngon. Ê ừ. Hả? Thế hoa quả này cắt thái nào? Hoa quả? Hoa quả thì ví dụ những quả nhỏ thì em để nguyên cho anh, ví dụ roi với cả cam thì em để nguyên, cả táo cũng vậy, em chỉ cần gọt vỏ thôi. Còn lê với cả mấy cái to to, lê với thanh long thì em để bổ làm 3, làm 4 hoặc làm 2. Thì dưa hấu thì có mỗi một quả chắc để cả quả anh. Dưa để cả quả thì bao giờ mới được ăn em? Mãi có chín anh ạ. Rồi đợi, anh đợi lâu lắm, đợi thế sáng mai anh chả được thưởng thức cái món lẩu hoa quả này ấy. Thì lấm này bổ kiểu gì vậy? Bổ làm mấy? Thôi lấm cứ đặt nguyên đi, bởi vì nó là lấm đùi gà thì mình cứ đặt nguyên để cho nó giống cái đùi gà. Mình như là có thưởng thức qua cái lấm này rồi, nhưng người ta cắt làm 7, làm 8 ra thì ăn nó rất là giòn giòn. Không biết anh mình để cả cái thì nó có giòn không nữa. Em thấy bảo là cái này người ta bảo nó giống cái gì, giống cái đầu gì ấy. Đầu gì là đầu gì? Nhớ người ta bảo cái lấm này nó lấm giống cái đầu gì. Không giống cái đầu gì cả, nó là cái lấm đùi gà thì thôi. Lấm đùi gà thì sẽ cho cả cái vào cho giống đùi gà. Xong đến lúc mà anh mình thưởng thức ấy, hãy tưởng tượng đây là cả những chiếc đùi gà đấy, nhưng mà thưởng thức thôi thế sẽ ngon. Bây giờ anh mình sẽ phải cho nguyên liệu vào để linh nước dùng trước bạn ạ. Thì nước dùng ở đây thì mình sẽ cho trước ớt để rồi sa tế và lẩu thái và một chút xả vào. Mình chỉ chuẩn bị một bó xả, chỉ cho một chút xả thôi. Bên này thì anh mình đã chuẩn bị được một lia hoa quả đã gọt tất cả rồi. Và bây giờ bạn Lâm với Cường cho hết số hoa quả ở trong cái lia này vào. Đi cho vào đi bạn. Không biết tí là mùi vị ăn như nào này. Cứ cho vào đi, tí anh mình thưởng thức không biết mà. Ủa,
gà to quá. Vì lấm nó to quá nên phải cho vào trước các bạn ạ. Còn mấy cái lấm kia thì một lát nữa sẽ cho cùng chú làm cả quả anh. Thịt thà các thứ. Cứ cho vào đi. Cứ cả quả vào phong mùng. Ủa, nhìn nồi lẩu chất quá nhỉ. Bạn Lâm có nghe lẩu hoa quả bao giờ chưa? Dạ, tôi là được tiền. Em vừa được nghe xong. Cho vào đi. Rồi đợi xối rồi mình sẽ cho mực rồi tôm những thứ vào sau. Nó bốc lên cái mùi gì lại. Lấy cái gì để đáo lên thôi. Ôi ơi thôi bạn ơi. Đấy là nước kiểu chưa nóng ấy, mà nóng thì cho vào là bỏng tay luôn đấy, tuột luôn tay đấy. Đây, cái này khoáng lâu anh. Được, cho vào, em đảo đi. Nhẹ nhẹ tay thôi, không tí nó lát. Đầy nhở, chỉ mới cho thế không mà đã đầy mất lồi rồi. Anh nghĩ là phải cho thêm một chút nước nữa vào. Rồi tôi cứ đậy lại để cho xối một chút rồi anh mình cho nước sau. Xong rồi anh em mình ninh nước dùng thì hiện tại nồi nước dùng đã sủi rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở ra để cho những nguyên liệu thịt thà vào thôi. Bạn mở ra đi. Ui. Các bạn để tôi thử ít nước xem nó thế nào. Đâu bạn thử xem nó. Anh thử cẩn thận bỏng mồm ạ. Để em đổ ít tôm rồi xong anh thử ngon nhé. Cẩn thận bỏng đấy. Thế nào bạn? Đầu tiên thì nó cay này, thứ hai nó ngọt ngọt. Ba không có cái mùi gì nó hết là lại. Thôi rồi, đổ hết tôm với cả mực với cả thịt bò vào thôi. Đổ hết vào. Để cho lấm vào luôn anh em. Đấy, cho luôn vào đi. Để một lát cho nó chín hay thì mình bắt đầu thưởng thức luôn thôi. Đầy luôn nồi các bạn ạ. Cho hết lấm vào. Đầy luôn này. Ừ, ngon đấy. Ừ, thơm. Ủa anh nhìn rông một cái. Bạn dìm hết xuống. Nó như vị hoa quả nó bốc mùi lên thơm ấy. Thơm. Thò tay em cắn nó. Thôi rồi, thôi đây lại để cho đợi một lát nó chín là thưởng thức thôi. Thôi bạn ơi, đây lại chín rồi, anh nhìn bê ra luôn thôi. Luôn. Đi thôi, để ra để thưởng thức thôi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức món lẩu hoa quả các bạn ạ. Thì như các bạn đã nhìn thấy ấy, ở trên mặt nồi bây giờ hiện tại đang nổi lên rất là nhiều tôm, nhìn rất là ngon các bạn ạ. Để thưởng thức hoa quả xem nữa. Thưởng thức. Lắm rồi. Đó, thưởng thức thôi. Lẩu hoa quả như thế nào đây? Hả? Em nhịn từ trưa đến giờ mà em cứ tưởng em nhịn mấy thế kỷ rồi. Đó thì thưởng thức thôi. Đấy múc đi bỏ để em thử quả táo xem nào. Em thử miếng hoa quả đầy dưới, tôi nghĩ là chìm đầy dưới. Dưa hấu lố lẩu. Ừ. Mời tất cả các bạn nha. Cẩn thận nóng đấy. Đây, em ăn quýt đi. Cá quýt. Ngon kìa. Wow. Dưa hấu lại cay. Ngon. Ngon lắm. Như lóng ấy. Mời các bạn ăn táo nhé. Táo lẩu. Mời các bạn roi nhé. Món gì hoa quả khác hả? Em bảo trên dưa chuột lẩu lẩu với không? Dưa chuột lẩu lẩu này. Lê đúng đấy. Mời các bạn ăn lê nhé. Ngon quá. Vừa mùi táo vừa mùi cay. Nhưng mà phải công nhận là ăn nạ mồm ăn hay thật đấy. Lúc đầu em tưởng không ăn được cơ. Mùi mía lẩu lẩu. Tôi nghe bảo nước này nó ngọt lắm ấy, bởi vì nước hoa quả thanh mát nên mọi người nhiệt tình uống hết nồi nước lẩu này nhá. Ok. Ok. Ngài mía. Ngài mía. À quên cho đủ này. Đây ạ. Đu đủ đây cả vỏ. Đu đủ bởi vì anh sợ nó đắng ấy. Wow. Dưa hấu lẩu này chắc là giờ mà ngoạm một phát thì chắc là tụt lưỡi luôn, không phải ban gì nhiều nữa. Anh thái miếng thịt bò nhìn ngon không? Có vừa cả miếng nhỉ? Quá quá nhiều vị.
Vừa roi, vừa dưa hấu, vừa cam, vừa lê, vừa roi táo. Ai à? Cây rằng chân đạp. Nhảy này chắc suy rằng. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức món lẩu hoa quả này các bạn ạ. Anh ơi, ui dồi, ơn nó vỡ rồi, cay vãi chưởng. Hay là một đùi gà. Đây mình sẽ thưởng thức thử cái đùi gà ấy luôn các bạn. Nhưng mà đáng nguội lắm, bởi vì bây giờ đang nóng mà cho vào là ăn tụt mồm luôn. Anh làm thử cái xem tụt không. Thôi nhá. Thử đi anh. Sợ, anh sợ tụt tụt thật đấy. Đùi gà đấy. Rồi nhưng bật nước đi, bật nước đi. Đúng là ăn. Mình mời tất cả mọi người nhá. Ăn hoa quả thấy mấy nước ngọt anh ạ. Ăn hoa quả với bia thì không hợp. Ui giời. Nóng lắm. Anh phải cắn quá đứt lửa luôn. Giòn lắm, ngọt ngọt. Giòn ngọt ngọt ngon lắm các bạn ạ. Đây đồ chè cho con một kìa. Ăn cái bắt bò đùi đùi này tí vào không biết ăn nó có giật giật. Cắt kính rồi không được rồi. Ê bạn bạn làm với dâu đi. Ủa bạn. Okay. Thử xem hôm nay ăn kiểu này xem ăn dâu okay, mực nó ngon rồi. Nó có mùi gì là hơi cay. Đang thử tượng nhai đùi gái. Dài phết. Tôi thấy cái kiểu loại lẩu kiểu vẫn đang sủi hay là do kết hợp nhiều loại hoa quả qua nó thế nhỉ? Tại vì kiểu như cái nước hoa quả, à cái hoa quả nó vẫn giữ nhiệt hay sao? Nó cái kiểu sủi sủi kiểu gì các bạn ạ? Em cứ nói tưởng như đang cầm cái đùi gà này đi lên. Như là kiểu phản ứng hóa học ấy. Nó trộn vào với nhau, nó đánh nhau, bây giờ nó tạo ra hiện tượng là sủi ấy. Anh ơi, anh cho hóa chất vào đây mà anh bảo phản. Đâu, anh em làm cùng từ đầu đến giờ là em biết làm gì cho gì đâu. Sợ anh cho đây, 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 em để ý này, vẫn đang sủi này. Rất là lạ luôn các bạn ạ. Đây có ai em thử quả roi nhỉ? Rồi, ăn rồi. Wow. Roi nãy đỏ lắm mà giờ nó hết màu đỏ rồi. Quýt với cam, lát mét luôn này. Em ăn không? Có, cho em thử quả cam này. Cho em ít nước luôn. Nước này uống nước uống rất là ngon. Giải nhiệt cơ thể luôn em ạ. Nước này thì em cho vào em nóng chay. Thanh long. Ăn roi như kiểu là ăn lẩu roi. Liên hoan roi. Xem thịt bò Kobe có dài không? Dài em. Thử tí thanh long các bạn. Nóng quá. Cây cây ngọt ngọt. Rất phải. Dâu này bạn ăn dâu không? Ừ, bạn ăn đi. Anh ơi, thanh long rất mềm, ngọt ơi ngọt luôn này. Dư rồi. Để thử miếng tí cam quýt. Lát bếp. Linh hưu quá đấy. Ngon lắm. Thế nào em? Mùi gì? Như mùi cam. Như mùi cam này. Có tám. Này miếng bỏ chắc mất 5 phút rồi. Dài. Ôi táo quá. Dài quá. Hả? Ngon ngon ngon. Cho anh mực nữa đi. Thôi. Ăn nhiều đồ lắm đấy. Đây, đấy, đấy thịt bò ơi. Bỏ quả này. Tôi ăn nhiều cho tiến. Tiến. À, từ bên đuôi gà. Đuôi gà. Anh tưởng tượng đấy là cái đùi gà nhá. Hình như là chưa ai ăn dưa chuột hay sao. Nó lên xong màu màu như kiểu mướp luộc này. Mướp luộc. Như mướp. Đây nhìn như mướp luộc. Ui. Chút răng. Ui anh ơi. Dưa chuột ăn kiểu gì đấy. Chắc là dưa chuột không hợp với lại món lẩu hoa quả này rồi. Ui, anh Cường này. Anh chưa thử dưa chuột nhưng không biết nó thế nào rồi. Anh Cường ăn thử miếng tôm đi chứ. Dưa chuột kiểu gì ấy. Ăn thì ăn được nhưng nó mùi nó lạ lắm. Hay bị gọt rồi nó bị ngấm nhỉ. Ngấm những vị của những quả khác vào. Đốt chè tôi đánh giá món này hôm nay cho nào. Thật sự đây là lần đầu tiên mình ăn món lẩu hoa quả này. Làm gì ở đây có ai không lần đầu tiên đâu. Thì tất cả luôn. Ăn lần đầu tiên ăn lẩu hoa quả. Và thành phần bên trong lẩu hoa quả trộn đào lên tạo ra một vị nước rất là ngon, cay cay ngọt ngọt. Bây giờ mình thử nước này. Ăn quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Các bạn hãy lên thử một lần. Ngon quá. Cay cay ngọt ngọt. Tiến.
Anh ngang lắm, nó mực quá. Thôi để bạn Lâm đi. Ăn ngu như kiểu ngu luộc đấy mày, cay nữa như thế. Cay. Cay. Lần đầu tiên mình được ăn cái lồi lẩu thập cẩm hoa quả này. Mình đi ăn lẩu mình chỉ thấy người ta cho mía với lại ngô đây cho toàn người ăn lại có một cái vị nó phải khác như kiểu mình hay đi ăn lẩu bình thường, ngọt, nước rất chi là ngọt. Này nếu mà để nói ăn thịt bò với lại tôm với lại mực ăn cảm giác nó có một vị khác luôn, nó không như kiểu ăn mình ăn lẩu hàng ngày. Em nghĩ là lần sau anh em mới ăn lẩu không phải linh xương đâu, cho hoa quả linh ngọt thì ngọt hơn cả xương. Thế nào? Em thì lần đầu tiên nghe lẩu hoa quả ở ngoài mình ăn tươi ấy, thì nó rất ngọt, nhưng mà ăn cái kiểu lấu này lên nó một vị khác. Ăn nó lấu cái thứ lên nó rất là mềm, cũng có một vị ngọt rất là khác luôn. Em biết cái dưa chuột này ăn nó giống cái gì rồi. Anh ăn thử xem mùi vị y xì ăn quả lạc lè luôn. Lạc lè là cái quả gì? Quả lạc lè nó nhìn nó kiểu như quả dưa chuột ấy, nhìn cũng giống quả dưa chuột. Nhưng mà cái này là cái này mướp đắng á. Lạc lè nó cũng dạng như là dưa, nó gần dạng dưa chuột này. Anh chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng mà anh phải thử. Cái này cái mùi như thế rồi. Đó. Ôi, cho em quả cho em nào. Em cho các bạn biết cảm nhận cho. Thực sự thì đúng là cái món kinh dị ấy, đúng không? Cái món ăn kinh dị không nghĩ là ai làm mà mình lại thưởng thức cái này. Nói chung là cái nước này và tất cả những hoa quả trộn vào đây nó mùi vị rất là ngọt của từng loại hoa quả rồi. Nói chung là tuyệt vời. Ăn tôm lúc đầu mà nghĩ là không ăn được đâu. Lúc đầu em nghĩ là không ai lấu như kiểu này ăn đâu. Ở dưới lát. Nhưng mà khi thưởng thức mình mới thấy nó ngon. Ở dưới lát hết rồi, thành lòng lát bét luôn các bạn ạ. Mỗi thứ lại có một vị anh ạ. Từ đấy giờ năm nay 15 tuổi đầu mới nghe lẩu hoa quả. Còn bao giờ nhá? Lần đầu tiên mà ăn cái quả đùi gà to này. Phỉ đấy. Anh mình đặt thế mà. Vậy là anh em sau khi mà thưởng thức món lẩu hoa quả thì đã cho các bạn biết cảm nhận rồi. Anh em mình sẽ thưởng thức thêm một chút nữa. Thực sự là cái món lẩu hoa quả này rất là lạ các bạn ạ. Không biết là có ai thích ăn cái món lẩu hay không để anh em mình lại làm anh em mình ship nhỉ. Nước thì ngọt ngọt, sau khi mà nấu xong thì nước ở bên dưới kiểu như quánh nhau rồi các bạn ạ. Không biết là các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà mình nhìn thấy rất là rõ luôn, kiểu như nước vẫn sủi. Nước đánh nhau kiểu như dạng sủi sủi vẫn tự sủi lên đấy. Nhưng mà mình không muốn làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.